Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 60 năm của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chỉ thấy nữ nhân kia một thân trường bào màu phấn hồng, dưới cặp lông mi nhỏ bé là một đôi mắt to giống như đứa nhỏ, lộ ra thần sắc ngây thơ. Da tay trắng nõn, thậm chí mang theo chút màu xanh, cơ hồ trong suốt, đẹp đến mức làm cho lòng người kinh sợ. Lúc này, nàng cau mày, quyệt cong cái miệng nhỏ nhắn nhìn hướng Thiên Minh, âm thanh thanh thúy, giống như hoàng oanh xuất cốc. Các ngươi là ai? Vì sao đã thương thủ hạ của ta? Hướng Thiên Minh miệng vênh lên, tự hồ giống như không có nghe nàng nói gì, liếc mắt nhìn Hồng Quân, ý bảo để cho hắn tiến lên giải quyết, mà chính mình lại là lui ra phía sau một bước, cùng với Tôn Thiên đứng ở cùng nhau. Hồng Quân cũng không từ chối, mỉm cười nhìn tuyệt thế mỹ nữ nói: "Nếu ta tiêu đoán không sai, ngươi là Tu La tộc nữ vương bệ hạ sao?" Tại lúc nữ tử này mới xuất hiện, Hồng Quân đã nhận thấy được công lực nữ tử này thâm sâu khôn lường. Mặc dù lúc này nàng cũng không có thả ra uy áp, nhưng vẫn làm cho người ta có loại cảm giác kinh sợ áp bức. Nữ tử run lên một chút, hần giận nói: "Tựa hồ là ta hỏi các ngươi trước thì phải." "Đã thương thủ hạ của ngươi, xú bà nương, lão tử còn muốn đem toàn bộ người trong Sa Thành đồ sát mới có thể tiết hận được, thức thời thì cút ngay." Tôn Thiên không đợi nữ tử nói xong, như đã thốt nhiên giận cùng đi ra phía trước, một đôi con ngươi màu đỏ máu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, quanh thân tản mát ra sát ý cực kỳ sắc bén. Hồng Quân thấy thế cũng không ngăn trở, trên mặt lộ xuất nụ cười thần bí, cứ như vậy đứng một bên yên lặng nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Tôn Thiên sát khí vô cùng dày đặc, chỉ thấy hắn vừa mới tản mát ra sát khí, mọi người trước mặt liền đã màu máu đỏ vần quanh, sát ý tận trời, nhất thời đem trung tâm giữa hắn cùng nữ tử tràn ngập mây mù màu đỏ dày đặc. Nữ tử khinh thường ngước đầu lên nhìn Tôn Thiên, trong tay quang mang chợt lóe, Tu La nhân sáu cánh té trên mặt đất, toàn thân chấn động, lập tức đứng lên, nhìn thấy khuôn mặt nữ tử không nhịn được vội vàng quỳ trên mặt đất cung kính nói: "Thánh nữ, ngài đã tới rồi." Nữ tử thản nhiên cười, gật gật đầu, xoay người lại nhìn phía Tôn Thiên đằng đằng sát khí, vẻ mặt có dáng tò mò. Tôn Thiên với sát khí tận trời cũng không cách nào đối với nàng sinh ra một tia ảnh hưởng gì. "Đồ sát hết dân Sa Thành, với tu vi của ngươi thì có vẻ hơi nói quá rồi." Tôn Thiên sửng sốt, nhưng lập tức mắt hiện thanh sắc, lạnh lùng nói: "Cho dù ta phấn thân toái cốt cũng phải giết hết bọn họ." Nói xong, ngón tay hướng nam tử Tu La sáu cánh, trong con người hiện lên hận ý khắc sâu. Nữ tử thấy Tôn Thiên tự hồ có chút dây dưa không rõ, không nhịn được buồn rầu lắc đầu, bĩu môi nhìn phía hướng Thiên Minh ôn nhu nói: "Người tu vi rất cao, ta thiếu chút nữa nhìn không ra rồi, có thể thương đến phá thiên, thật sự là ngoài ý muốn của ta." Hướng Thiên Minh nhẹ giọng hừ một tiếng, căn bản là không để ý tới nữ tử này, nhìn trên mặt nữ tử dần dần âm trầm xuống. Hồng Quân cười nói: "Nói chuyện nửa ngày còn không biết đại danh của nữ vương, chẳng biết có thể cho ta biết được không?" "Ngươi là người tốt." Nữ tử nghe được thanh âm của Hồng Quân, sắc mặt nhất thời chuyển âm vi tình, trên mặt lộ ra nụ cười thanh thuần mỹ diệu, đối với Hồng Quân nói: "Bọn họ đều là người xấu, cũng muốn giết thủ hạ của ta." Nói rồi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn Tôn Thiên lạnh lùng nói: "Ngươi muốn giết thủ hạ của ta, vậy ta trước hết giết ngươi rồi tính." Đang nói, chỉ thấy chung quanh Tôn Thiên, thiên địa linh khí đột nhiên xảy ra biến hóa, một đạo quang mang quỷ dị không hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, giống như ánh sáng chớp nhoáng trực tiếp bắn thẳng tới, vô thành vô tức rồi lại tràn ngập bừng bừng khí tức sinh mệnh, làm cho người ta nhịn không được muốn đánh bay đi. Hồng Quân ngạc nhiên nhìn nữ tử bỗng dưng ra tay, đợi nhìn thấy quang mang chợt tới không nhịn được kinh hô: "Lực lượng thật mạnh, Tôn Thiên nhanh tránh ra." Nói rồi thân ảnh chợt lóe đã tới bên cạnh Tôn Thiên, đưa tay tới liền đưa Tôn Thiên từ bên người giật lại, xa xa tới phía sau Hướng Thiên Minh. Đột nhiên một đạo thanh âm xé rách bầu trời truyền vào trong tai mọi người, chỉ thấy hai lòng bàn tay Hồng Quân hướng lên trời, để cho quang thúc gần tới đỉnh đầu khẽ quát một tiếng. Hồng Quân trên người quang mang chợt lóe, trên mặt một đạo hồng quang mạt qua, quang thúc trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. "Đồ đàn bà độc ác!" Hướng Thiên Minh bỗng dưng quát lạnh một tiếng, liền muốn ra tay. Hồng Quân giơ cánh tay cản lại, ánh mắt chăm chăm nhìn phía người đàn bà kia, nhẹ giọng than vãn:
Lấy tu vi của ngươi thì cần gì phải đánh lén, cho dù Tôn Thiên sát khí quá nặng cũng không nên sử xuất ra lực lượng cường đại như vậy. Thấy Hồng Quân dễ dàng ngăn trở lực lượng của mình, nữ tử thản nhiên nói: không hổ là hoàng giai cao thủ, chạc nhiên ta bội phục, bất quá không lại đâu. Ngươi tưởng rằng lấy tu vi của ngươi là có thể cản được ta giết hắn hay sao? Hồng Quân cười khổ, nữ nhân này hỉ nộ vô thường, thật sự làm cho người ta đau đầu, liền nói: chạc nhiên cô nương, Tôn Thiên và Lăng Phá Thiên cùng với Sa Thành ân oán, ngươi có nên hỏi một chút không? Chuyện thị phi tự tại trong lòng, ta nghĩ muốn chạc nghiên cô nương sẽ không nói lý, liền muốn lấy tính mạng của người ta đấy chứ. Chạc nghiên phong tình vạn chủng, quay về phía Hồng Quân cười, nhàn nhạt nói: ta lấy mạng người, tự nhiên không cần lý do, muốn giết liền giết, ai có thể cản ta đây? Húng Thiên Minh miệng giật giật, Lãnh Diễm Phỉ đứng xem, bất quá là nàng biết nữ tử này là chí cao, thống trị giả của Tu La tộc bây giờ. Tu La nữ vương cũng là không dám nhiều lời, chỉ là trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Hồng Quân lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: người giết không được hắn, ta cũng sẽ không cho người giết hắn. Ngược lại, thủ hạ của ngươi Lăng Phá Thiên hẳn phải chết. Nói xong, chỉ thấy Lăng Phá Thiên ở phía sau Trạc Nghiên, trên mặt chính đang lộ ra nụ cười nhạo, thì toàn thân bị chấn động mạnh, một đạo bạch quang từ trong cơ thể hắn phát ra. Trong chớp mắt, hắn liền hóa thành một đoàn phi hôi, chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt phía sau lưng Trạc Nghiên trôi nổi lơ lửng, bị gió bốn phía thổi chúng không ngừng lắc lư đung đưa, phát ra tiếng kêu bén nhọn, đúng là chỉ còn lại có nguyên thần rồi. Trạc Nghiên sắc mặt đại biến, vốn khuôn mặt xinh đẹp vô phương thoáng chốc vặn vẹo thành một đoàn, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Quân. Thân ảnh trong nháy mắt vừa động liền tới trước mặt Tôn Thiên, tả thủ vung lên, một đạo phiêu giật chí cực lực lượng từ trong lòng ngọc trưởng trắng nõn phát ra, chính là muốn đem Tôn Thiên bắn chết. Húng Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, toàn thân kim quang mạnh mẽ kích phát, nhất thời hóa thành tám đạo thân ảnh đem Tôn Thiên đoàn đoàn bảo vệ, khiến cho lực lượng của Trạc Nghiên hoàn toàn bị hắn chắn bên ngoài thân ảnh màu vàng. Tám đạo kim sắc thân ảnh rất nhanh tại bốn phía thân thể Tôn Thiên chuyển động, giống như một đạo huyến lệ thành cái lồng khí chí cực màu vàng. Mọi người đúng là vô pháp thấy thân ảnh của Tôn Thiên. Oanh! Kình khí của Trạc Nghiên và thân ảnh Húng Thiên Minh hung hăng đánh vào cùng nhau, đồng thời chỉ thấy Húng Thiên Minh hét lớn một tiếng: phá! Tám đạo thân ảnh đột nhiên phân ra năm đạo, đưa Trạc Nghiên vây quanh trong đó, mà mặt khác một đạo thân ảnh cũng là trong nháy mắt tới bên nguyên thần của Lăng Phá Thiên, một ngón tay đưa nguyên thần phá nát. Trạc Nghiên vị Húng Thiên Minh thân ảnh vây quanh không nhịn được giận dữ, cùng với tóc dài phiêu vũ sau đầu, toàn thân quần áo bay lên, một đạo kinh khí cổ quái âm lãnh chí cực từ trên người nàng phát ra, khí tức hủy thiên diệt địa chậm rãi phóng thích ra. Sắc mặt Trạc Nghiên trong nháy mắt biến thành trắng xanh, phảng phất một đạo vũ khí giống như đem khuôn mặt xinh đẹp của nàng trụ lại, dù lại không chút nào tổn hao đến dung nhan của nàng, làm cho người ta càng thêm nghĩ đến thần bí mông lung. Trong nháy mắt vô thanh vô tức, năm đạo thân ảnh của Huống Thiên Minh hoàn toàn bị hủy diệt, còn thừa ba đạo thân ảnh nhất thời hợp làm một thể. Huống Thiên Minh miệng hé ra, một búng máu tươi phun ra, làm Lãnh Diễm Phỉ rốt cuộc sợ đến không để ý cái gì nữa, điên cuồng nhào tới bên cạnh hắn, thần tình lo lắng nhìn hắn. Hồng Quân cũng là sắc mặt biến đổi, một đạo linh khí phong nhập vào cơ thể Huống Thiên Minh dò xét một chút mới yên lòng. Huống Thiên Minh cũng không có bị thương tổn quá nặng, chỉ là đan điền thụ chấn động, toàn thân hắn khí lực không nhanh. Ngước mạnh đầu lên, sắc mặt Hồng Quân cũng là bình tĩnh lại. Ta như thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi Tu La giới đường đường là Tu La Lữ Vương cũng còn tâm tư cùng chúng ta đánh nhau, chẳng lẽ ngươi lại không để ý đến Tu La chí bảo sao? Trạc Nghiên sắc mặt đại biến, vẻ mặt vốn có chút đắc ý biến mất vô tung, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Hồng Quân, kinh hãi nói: ngươi như thế nào biết được? Hồng Quân không nhịn được quát lạnh nói: hôm nay không muốn nghĩ cùng với ngươi giao thủ là bởi vì chúng ta còn chưa đến thời cơ giao thủ. Ngươi đã thương huynh đệ ta, ta giết thủ hạ ngươi liền xem như công bình rồi. Nếu ngươi không muốn rời đi, vậy thì hôm nay cũng không cần rời đi nữa. Nói xong, trong lòng bàn tay quang mang chớp động, Hồng Quân giới nhoáng xuất hiện tại trong tay hắn. Nhất thời một cỗ cường đại hồng hoang khí tức truyền đến, để cho Trạc Nghiên không nhịn được sắc mặt trở nên sợ hãi. Do dự một chút, trên mặt Trạc Nghiên thanh mỹ lộ ra một tia thần sắc khát vọng, nhìn Hồng Quân nói: nếu ta đồng ý cho người kia đem cả Sa Thành thần dân chết, ngươi có thể giúp ta đoạt được Tu La chí bảo hay không?
Vừa nói, ngón tay mảnh khảnh chỉ hướng Tôn Thiên, trên mặt lộ ra thần sắc kiên quyết. Hồng Quân ngẩn ra, lập tức giận dữ nói: "Làm gì có cái đạo lý này? Ngươi đường đường là Tu La tộc nữ vương, lại còn không đem Tu La nhân ở trong lòng, chí bảo về ai, ý trời đã định, muốn cưỡng cầu liền có thể sao?" Trạch Nghiên sắc mặt đại biến, nhẹ cắn môi, ánh mắt lộ ra một tia hận ý, thản nhiên nói: "Chỉ cần lấy được chí bảo, ta liền có thể cùng với Đế Thích Thiên chống lại nhau, đến lúc đó có thể cứu được càng nhiều tử dân." "Ngươi rời đi mau, Thiên Minh vô sự, nếu không ta cho dù không muốn sát sinh cũng định nhiên tiêu diệt Tu La nhất tộc ngươi." Hồng Quân hận không được một trưởng đánh trên mặt Trạch Nghiên, trong lòng thầm mắng: "À, đàn bà này sao lại chẳng ý thức tốt xấu gì cả, Tu La chí bảo ư, như thế nào có thể bị nàng cướp đoạt?" Trầm mặc một chút, thấy Trạch Nghiên như trước kiên quyết nhìn mình, Hồng Quân không nhịn được đau đầu, lôi kéo Huống Thiên Minh và Tôn Thiên tự xoay người rời đi, lộ ra một bộ dáng ngươi không đi thì ta đi. Thấy mấy người rời đi, sắc mặt Trạch Nghiên nhoáng cái chuyển lạnh, tự nhủ: "Chúng ta đi." Thân ảnh chợt lóe, nhất thời không có bóng dáng. Mà sau khi bọn họ rời đi, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chỗ đó, màu tóc vàng dưới ánh mặt trời dập dập loang loáng, một cỗ khí tức uy nghiêm chí cực từ trên thân thể hắn bay ra. "Đi, đều đi ư?" Lời còn chưa dứt, thân ảnh cũng đã biến mất không thấy đâu. Ánh sáng nóng cháy từ trên cao xạ xuống dưới, trên bầu trời một mảnh trong xanh, không thấy một tia mây mù, phảng phất như pha lê trong suốt, hận không đem được tất cả trên mặt đất đều phản xạ lên. Chỉ là một đám mây màu đỏ sậm đột nhiên từ phía dưới mọc lên. Trên bầu trời phương viên hơn 10 dặm đều là giống như trên mặt kính xuất hiện một khối như bàn tay màu đỏ máu, vừa lại như con ruồi lớn già ở dưới nhật quang. Cả bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tình cảnh cực kỳ khôn cùng. Huyết vụ phóng lên cao, mang theo sát khí nồng trọng, hướng về phía bốn phía lan tràn, rất nhanh liền chiếm cứ bầu trời phương viên gần trăm dặm. Ở dưới huyết vụ, tất cả Tu La tộc nhân đều kinh hãi, đều sợ hãi, hoặc hướng bốn phía phi tán rời đi, hoặc tránh ở trong phòng ốc nhà mình lo lắng chờ đợi, nhìn lén lên đỉnh đầu. Trên đường cái không có một bóng người, cả ngày cũng không có một tiếng động. Một đạo kim sắc quang mang đột nhiên từ trong huyết vụ xuyên thấu đến, phảng phất như một vòng mặt trời nóng cháy kịch liệt quét tới mọi chỗ. Huyết vụ màu đỏ sẫm đều tiêu tán và hóa thành mây khói trong thiên địa. "Chín đỉnh ư? Chín đỉnh thì có thể như thế nào?" Tiếng hừ lạnh từ bầu trời truyền đến, thanh âm tràn ngập tự tin và sát ý xa xa truyền ra ngoài. Một đạo thân ảnh tại trong huyết vụ chợt hiện ra, một đầu tóc vàng đón gió bay múa. Trận gió mãnh liệt trong bầu trời tự hồ đối với thân ảnh ấy cũng không thể tránh được, đành phải dần dần chậm lại, cuối cùng tiêu tán. Đế Thích Thiên đứng giữa bầu trời trống rỗng, đưa mắt nhìn thành phía dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh thường, miệt thị nói: "Chín đỉnh bất quá chỉ là vũ khí Thiên Mông lão già này luyện chế ra mà thôi. Tuy nói là vũ khí viễn viễn siêu vô kỳ của hắn, nhưng đối với ta mà nói chỉ là giống như tường thành yếu ớt, tiện tay liền phá." Nói rồi chỉ xuống phía dưới một ngón tay, huyết vụ vốn nồng đậm như là đột nhiên lộ khoan ra một cái thông đạo gần một trượng. Bốn phía huyết vụ tràn ngập, nhưng chỉ là tại bốn phía lan tràn, hai bên thông đạo cũng là một mảnh cánh trắng giống như ngân hà huyền diệu động lòng người vậy. "Dưới thần uy của cha ta, vũ khí này cho dù lợi hại cũng bất quá là do Tu La nhân thao túng mà thôi, có thể nào đối với cha chính mình có một phần của thiên đấy." Đế Tuyết Phong đứng tại một bên, trên mặt lộ ra thần sắc sùng kính, cuồng phách mã thí. Đế Thiên Hồn về mặt hận ý nhìn phía dưới phiêu hiện lên tới cửu tôn đại đỉnh, trong lòng đại hận. Tại vừa mới rồi, sau khi Đế Thích Thiên dễ dàng giết hơn 10 Tu La nhân, không biết là ai đột nhiên thúc giục cửu đỉnh, thúc giục trận pháp vận hành. Huyết vụ đầy trời từ trong thành bắt đầu lan tràn ra, tất cả Tu La nhân tựa hồ như sớm biết được tin tức vừa rồi, trên đường cái trống rỗng không một bóng người. Đối với huyết vụ, Đế Thích Thiên như là không nguy kỵ, tức thì hắn kiền tọa ở nơi nào cũng không chút nào làm gì được hắn. Mà Đế Tuyết Phong đã sớm tiến vào tám cánh á hoàng giai, một thân tu vi kinh thiên động địa, phản ứng tốc độ cực kỳ linh mẫn, nhận thấy được không đúng, thân ảnh đã biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Chỉ có Đế Thiên Hồn há to mồm, không biết Đế Thích Thiên và Đế Tuyết Phong là có ý gì, hay là vô tình đúng là đem hắn tu vi thấp nhất không để ý tới. Kết quả không đợi Đế Thiên Hồn phản ứng, huyết vụ đã đem hắn hoàn toàn cắn nuốt rồi. Nếu không phải trên người Đế Thiên Hồn mang theo thần khí do Đế Thích Thiên tưởng thưởng, sợ rằng sớm đã bị huyết vụ có hủ thực tính cực kỳ mãnh liệt
cắn nuốt hóa thành một thân huyết thủy. Thần khí trong nháy mắt tản mát ra quang mang mãnh liệt, đem huyết vụ từ trên mặt đất thẳng tắp bắn ra một thông đạo để cho Đế Thiên Hồn bất đắc dĩ trốn thoát. Nhưng dù là như thế, Đế Thiên Hồn cũng đã bị thương tổn không nhỏ. Trong đan điền, nguyên hạch bị huyết vụ ăn mòn, giờ phút này chính là đang xâm lược nguyên hạch lan tràn bốn phía, tựa hồ muốn hoàn toàn hủy diệt nguồn lực lượng này. Đế Thiên Hồn cắn răng nhìn Đế Thiết Phong, trên mặt lộ ra thần sắc như cười mà không phải cười, tiện tay từ trong túi lấy ra một mảnh đan dược. Đúng là đan dược do chính Đế Thích Thiên luyện chế. Ngửa đầu một cái nuốt xuống, trên mặt lúc hồng lúc lại trắng xanh, chuyển đổi qua lại mấy mươi lần, đỉnh đầu dần dần hiện lên một đoàn vũ khí màu trắng, hào hào trong một lúc mới khôi phục lại. Đế Thích Thiên thân là đế vương thiên nhân, đối với lệnh lọt sớm đã coi thường, nhưng dù sao Đế Thuyết Phong là con lớn nhất của hắn, hơn nữa chính là siêu cấp cao thủ sắp đạt tới Á Hoàng giai, nhi tử tán dương tự nhiên làm cho hắn rất khoái chí, đứng ở trong không trung ha ha cười lớn. Chút tài mọn thôi, đối với ta đem cái chói mã chín đỉnh này phá vỡ là quá dễ, ngược lại xem ra trận pháp này còn có thể vây trụ được cao thủ bảy cánh. Nói rồi trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang, chỉ thấy hắn vỗ mạnh cánh tay phải một chút, quát lớn: Tinh Luân, hãy đi đi. Quang mang ánh sáng ngọc chớp nhoáng từ thân hắn bay ra, một đạo tinh quang hình tròn bốn phía che kín tản mát ra quang mang sán lạn vô cùng. Luân trạng vũ khí từ trên người hắn tách ra làm hai, tinh luân mỗi khi chuyển động một vòng, bốn phía huyết vụ liền tan rã ra từng mảng lớn. Chỉ là trong thời gian uống hết một chén trà nhỏ, huyết vụ màu đỏ ở bốn phía đã co rút lại, chỉ còn phạm vi 10 dặm hai bên. Trong mắt Đế Thích Thiên, quang mang lại lóe lên, một ngón tay chỉ đến chín đỉnh phía dưới, thấp giọng quát: Phá cho ta! Tinh luân trong nháy mắt biến mất tại trước mặt hắn, khi lại hiện ra thì đã mang theo tiếng kêu bén nhọn tới trung ương của cửu đỉnh. Chỉ thấy tinh luân quét tới chỗ nào, từng đạo vết rách khắc khổ không gian xuất hiện tại chung quanh nó. Một cỗ cường đại hấp lực đưa huyết vụ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hấp thụ đi vào. Điện quang lóe ra đã hung hăng nện ở trên mặt của một cái đại đỉnh rồi. Oanh một tiếng, tiếng vang lớn truyền ra, từng đạo phấn mặt chung quanh vẩy tung tóe, hỗn tạp với một khối phế thiết cùng với đá vụn trong nháy mắt liền đánh về bốn phía. Một tiếng kêu thất thanh thảm thiết vang lên. Ở bốn phía, tu la nhân ở trong phòng đúng là trong nháy mắt bị hòn đá cùng với phế thiết và cường hãn kình khí vẩy ra đả thương, nhất thời chết vô số. Một đạo bóng đen đứng thẳng tại cửu đỉnh dưới mặt đất, một đỉnh bị phá, bóng đen đột nhiên phun ra một đạo huyết thủy, ánh mắt cực kỳ oán hận, đầu hướng về Đế Thích Thiên đứng ở trong bầu trời liếc mắt, thân ảnh chợt lóe liền nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Sau khi tinh luân phá một đại đỉnh xong, cả trận thế liền đã ngừng lại. Huyết vụ đầy trời cũng nhất thời vô ảnh vô tung, phảng phất cho tới bây giờ như chưa từng xuất hiện qua. Ánh mặt trời từ trên bầu trời cao trong lại lộ ra, hơi thở ấm áp nhất thời truyền khắp nơi nơi. Thấy bóng đen muốn thoát đi, Đế Thích Thiên sắc mặt trầm xuống, sắc mặt giận dữ chợt lóe lên rồi biến mất, hừ lạnh một tiếng: Ám toán chúng ta còn muốn chạy trốn sao? Nào có chuyện tốt như vậy, hãy chết đi! Lời còn chưa dứt, một đạo bóng đen trong nháy mắt đã hóa thành phi hôi. Một đạo cho tàn hình người chạy vội trong gió, chậm rãi bị gió nhẹ suy tán. Một cỗ khí tức quỷ dị chí cực truyền vào trong lòng Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đúng là đều không có phát giác Đế Thích Thiên như thế nào đem người nọ giết chết. Sau khi giết người nọ xong, Đế Thích Thiên hiển nhiên tâm tình đại hảo, uy vũ trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nhìn huynh đệ hai người ôn tồn nói: Hai người các ngươi là hai con trai của ta, có tu vi cao nhất, tư chất tốt nhất trong các con của ta, tốc độ tu luyện phải nhanh hơn nữa mới được. Tuyết Phong, lần này nếu có thể đạt được tu la tộc chí bảo, người hãy lưu lại tu la giới đi. Đế Tuyết Phong toàn thân đại chấn, mặt hiện vẻ mừng như điên, trong hư không quỳ xuống: Đa tạ phụ vương tài bồi. Đế Thiên Hồn trên mặt cũng hiện lên sắc vui mừng, trong lòng biết cha nói thế chính là định trước cho ca ca trở thành tu la tộc đế quân. Một khi đoạt được bảo bối trong truyền thuyết, chính ca ca liền sẽ trở thành đế quân duy nhất của tu la tộc, vậy chính mình liền có thể hoành hành khắp trong tu la giới và thiên giới, chính thức dưới một người trên vạn người. Đế Thích Thiên đánh giá thần sắc Đế Thiên Hồn một chút, nhận thấy được trên mặt hắn lộ ra nụ cười không phải rào trá, trong lòng biết hắn là thật lòng vì ca ca cao hứng, tâm tình cũng không khỏi đại hảo lên, cười to nói: Thiên Hồn, người cũng phải bắt đầu khẩn trương tu luyện rồi, đến khi ngươi đột phá bảy đôi cánh, cha liền chuẩn bị cho ngươi tiến vào trong thần điện,
đi tìm cơ duyên của chính ngươi. Đấy Thiên Hồn mừng rỡ, cùng đấy Tuyết Phong giống nhau, cung kính quỳ trên mặt đất, miệng hô lớn: đa tạ phụ vương, đa tạ phụ vương, con nhất định sẽ không làm cha thất vọng. Đấy Thích Thiên ha ha cười to, trong ánh mắt mang theo vẻ phần ôn nhu, nhìn hai anh em quỳ gối trước mặt, nhẹ giọng nói: trong vòng ngàn năm, Tu La tộc chí bảo cư nhiên gặp phải, hai người bám chặt thời gian tu luyện, nhưng cũng không thể chậm trễ lộ trình, ta đi trước một bước, đến xem hai người thanh niên tu vi xuất chúng kia. Nói xong quang mang chợt lóe, đã không thấy bóng dáng. Hai người quỳ gối giữa không trung trong một lúc lâu, thẳng đến khi Bích Thành Tu La Nhân thấy huyết vụ tán đi, đều đi ra khỏi phòng ốc, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn cái bóng hai người tại không trung mà phát ra tiếng kinh hô chấn động, thì bọn họ mới nhẹ đứng lên, đưa mắt nhìn Tu La Nhân phía dưới một chút, trong lòng đều sinh ra một cỗ hảo tình bế nghĩa thiên hạ. Lướt nhau đều tự giết một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất dưới ánh sáng mãnh liệt, liền giống như chưa bao giờ xuất hiện tại bầu trời trong xanh này vậy. Cả bầu trời nhất thời khôi phục thanh minh, ánh mặt trời nhu hòa chiếu tại trong sân, lầu các trước hồ nước bích quang lân lân, một con cá nhỏ không rõ tên tại trong hồ nước sướng nhanh du động. Hai bên hồ nước trong rừng cây rậm rạp mang đến bừng bừng sinh cơ, khiến cho trong sân không lớn tràn ngập khí tức. Chắp tay đứng trên lầu các, hai mắt Tần Vũ bỗng nhiên lộ ra hai đạo quang mang, nhìn về phía xa, phương hướng kia chính là Sa Thành đang mờ mờ ẩn hiện. Rất có ý tứ, không thể tưởng tượng được thiên giới đế quân cùng với Tu La tộc chí bảo cũng có hứng thú, xem ra lần này đoạt bảo nhất định rất thú vị rồi. Một cỗ khí tức hạo hạo đáng đáng từ thân thể Tần Vũ khởi lên, giống như ký tức Lam Thiên phát ra bốn phía. Ba người Mục Thiên khoanh chân ngồi ở trong phòng, đều là toàn thân chấn động, tựa hồ thu được khí tức này. Ba người đối với linh khí hấp thu nhất thở nhanh hơn rất nhiều. Một cỗ linh khí ngưng tụ thành thực chất, mang theo thanh âm siêu siêu xuyên thấu qua da tay người, tiến vào đến trong cơ thể của bọn họ, dọc theo kinh mạch chui vào trong đan điền, thông qua nguyên hạch chuyển đổi, hóa thành từng đạo năng lượng vô cùng tinh thuần chứa đựng tại trong cánh phía sau lưng. Mà bên ngoài, khí tức Tần Vũ quét tới mọi chỗ, cây cối điên cuồng sinh trưởng, đảo mắt trong lúc đó đã dài cao quá mấy thước. Cá trong nước cũng nhất thời nhảy ra mặt nước, hoan hưởng hào khí nhất trời tràn ngập tại trong sân. Qua một lúc lâu, Tần Vũ mới thu hồi khí tức trên người tán vọng lại, tự nhủ: tự nhiên mà nói, thân hóa tự nhiên, có ta liền có tự nhiên, có tự nhiên liền có ta tồn tại, thiên hạ vạn vật đều cho ta sử dụng. Một đạo kim quang chưa từng có trong hư không bắn ra, vừa lúc xạ tại đỉnh đầu Tần Vũ. Quang mang tại đỉnh đầu hắn hợp thành một đóa hoa hình hoa sen. Nếu lúc này có người có thể sử dụng thần thức xem Tần Vũ, sẽ phát hiện đỉnh đầu hắn có quang quyển bộ dáng hoa sen nhỏ bé, chính đang từ bốn phía hấp thu đại lượng hỗn độn khí với tốc độ cao. Mà trong đan điền hắn lúc này tinh vân đã dần dần ngưng kết, kỳ hình hiện lên rõ rệt là các ngôi sao sắp xếp thành một hàng. Sâu trong đình viện, cây cối xanh tốt, từng đạo quang mang sáng ngời từ trong không trung xuyên thấu xuống tới. Tần Vũ hé miệng ra, giống như kình ngư hút nước, linh khí bốn phía trong thời gian ngắn ngủi đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Chỉ thấy bên trong đan điền một trận tinh quang rung động, tinh thần lực uyển chuyển như thủy nguyên lưu động trong đó, đem tất cả sáu đạo luân hồi không nhìn thấu vây quanh vào giữa. Tần Vũ trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười ha hả, âm thanh như rồng ngâm vang động khắp nơi: chúc mừng Tần huynh, công hỷ Tần huynh, không thể tưởng được trong thời gian ngắn ngủi vào nửa đêm, tu vi Tần huynh chính là rất nhiều tiến bộ rồi. Một tiếng nói thanh thúy của nữ nhân từ lầu các phía dưới truyền đến, thanh âm kinh động cả Tình Nhi và Cam Vân cùng với Mục Thiên ba người đang ngồi tĩnh tu. Ba người đều đứng lên, vẻ mặt mơ hồ đi tới cạnh Tần Vũ đang mỉm cười tại phía trước cửa sổ. Thân ảnh Hải Huyên chậm rãi từ dưới lầu đi tới, cười nói: mặc dù tiểu muội nhìn không thấu tu vi của Tần huynh, nhưng là nghe trong tiếng cười của Tần huynh mang theo sự mừng rỡ không che giấu được, xem ra là tại đây trong trung tâm đầu cát có điều ngộ rồi. Vừa nói nàng đã cười đứng ở bên cạnh Tần Vũ, rồi lại thấy cách Tình Nhi nhìn nàng không nhịn được lộ ra nụ cười mê người. Nhìn thấy nụ cười của nàng, Tình Nhi hừ nhẹ một tiếng, đắc ý ôm lấy cánh tay Tần Vũ, khóe mắt nhìn lên tựa hồ như là hướng về nàng thị uy. Thấy bộ dáng này, Tần Vũ không nhịn được buồn cười, đánh khẽ lên đầu Tình Nhi một cái, cười nói: Tình Nhi, không được vô lý với Hải Huyên cô nương như vậy. Tình Nhi ủy khuất bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ bộ dáng hờn dỗi. Hải Huyên thấy thế không nhịn được
trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn khuôn mặt Tần Vũ anh tuấn vô cùng và khí chất mờ ảo xuất trần, trong lòng không nhịn được một trận hoảng hốt. Đúng là không tự chủ được hiện ra nụ cười xấu xa của Đế Tuyết Phong, thoáng có chút buồn bã. Trầm mặc một lát, Hải Huyên mới nhìn thẳng nói: "Thương thế của cha ta đã có chuyển biến tốt rồi, hôm nay tại phủ thành chủ mở tiệc rượu, vì hôm qua mạo phạm đến các vị mà bồi tiệc xin lỗi, xin mời Tần huynh các người thu thập một chút, chúng ta liền đi." Tần Vũ cười nhìn lướt qua Mục Thiên ba người, nghe được Tình Nhi vừa là hừ nhẹ một tiếng, cũng lại không để ý tới, liền gật đầu nói: "Đa tạ Mộ Dung thành chủ, đa tạ Mộ Dung cô nương khoản đãi, xin đợi một chút." Nói xong, liền dẫn đầu hướng về phía ngoài lầu các bước đi, mà Hải Huyên theo sát sau đó, nhẹ giọng chỉ đường cho ông. Tạ lúc đi ngang qua bên cạnh hồ nước, Hải Huyên mới cực kỳ rung động phát giác ra vẻ khác thường của viền cây. Chỉ thấy trong vườn cây một màu xanh biếc, vốn cây cối chỉ cao không đến một trượng, hôm nay đã tăng đến độ cao gần 10 trượng. Lá cây xanh biếc to lớn phủ khắp trên thân cây cao, khiến cho mỗi một cành cây đại thụ đều giống như một cái ô lớn, hoàn toàn ngăn chặn ánh mặt trời chói sáng kia. Dưới bóng cây, ánh mặt trời thấu xạ tạo nên một cái bóng mát lớn, khiến cho rừng cây tĩnh mịch vô cùng, một cảnh đẹp vượt xa sự tưởng tượng. Mà dưới sự che chắn của cây cối, cả sân mát mẻ vô cùng, lại tràn ngập dư thừa chí cực linh khí, làm cho người ta bất giác trong tâm tình đại hảo, bị cảnh sắc trong này khiến cho trở nên cực tốt. Đây là... Cái miệng đáng yêu hé rộng ra, Hải Huyên nhu mì trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi một buổi tối, cây cối này lại có thể xảy ra biến hóa lớn như thế. Trong lòng hơi suy tư, liền đoán ra nhất định là Tần Vũ tối hôm qua lĩnh ngộ được cái gì đó, đưa linh khí trong viện đột nhiên nồng đậm lên, mà cây cối này cũng chịu ảnh hưởng mới có thể sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Hải Huyên, không nhịn được cũng lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức liền nghĩ tới có thể là chính mình tối hôm qua hoàn toàn lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo, trong không trung hỗn độn khí toàn bộ bị chính mình hấp dẫn tới nơi này, mới có thể đem cây cối điên cuồng tăng trưởng lên. Áy náy nhìn Hải Huyên, Tần Vũ về mặt ngượng ngùng lúng túng cười nói: "Này Hải Huyên cô nương, thật sự xin lỗi cô, tối hôm qua ta chỉ lo tu luyện nhưng đã quên nơi này là địa phương của các người, cũng không có nghĩ tới cây cối lại mau sinh trưởng như vậy." Đây là lần đầu tiên Tần Vũ tới thiên giới tới nay lộ ra bộ dáng lúng túng, chỉ thấy sắc mặt hắn có chút đỏ lên, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ và áy náy. Đúng là để cho Tình Nhi và Hải Huyên đều là lộ ra thần sắc buồn cười và si mê. Người hoàn mỹ thường thường đều sẽ không được người khác hoan nghênh, vô luận là nam nhân hay là đàn bà, chỉ cần là người, có khi ngẫu nhiên ngươi lộ ra bộ dáng xấu hổ hoặc là lúng túng mới có thể để cho người khác hiểu được và thân thiết. Hai nữ nhân nhìn bộ dáng chật vật của Tần Vũ, không nhịn được đều há to cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Cười một lúc lâu, Tình Nhi đột nhiên ngó thấy Hải Huyên cũng đang cười, trong lòng không nhịn được có chút không thoải mái, liền quay đầu đi cùng với Mục Thiên nói chuyện. Hải Huyên từ lúc cùng với Đế Tuyết Phong ở một chỗ trăm năm, trong lòng sớm không chấp nhận nam tử khác, cho nên mặc dù Tần Vũ anh tuấn tu vi cao thâm đến đâu đi nữa, nàng cũng chỉ là nhất thời thất thần, nở nụ cười một hồi, thấy hình dáng xấu hổ của Tần Vũ cũng không có ý tiếp tục cười, liền nhẹ giọng nói: "Tần huynh không cần xấu hổ, cây cối này chính là tu la mộc chi mộc tu la thụ, trên cây quả thực đó là mẫu thể đàn sinh tu la nhân, một khi thành thục lên mới có thể rơi xuống đất phá quả mà sinh ra." Nhìn Tần Vũ thần sắc giật mình, Hải Huyên che miệng khẽ cười nói: "Phiến rừng cây tu la này là cha ta tại trăm năm trước di rời tới, bởi vì nơi này linh khí không đủ dư thừa, cho nên nơi này cây cối sinh trưởng cực kỳ thong thả. Cha vì thế từng đau đầu hồi lâu, nhưng thủy chung tìm không được biện pháp có thể hấp dẫn linh khí tới đây. Hôm nay Tần huynh ngẫu nhiên có điều kỳ ngộ, đưa khắp nơi linh khí tất cả đều hấp thụ đều đến đây, khiến cho trong sân này linh khí dư thừa vô cùng, nhưng cũng là phúc khí của tu la nhân ta. Mà thành dân may mắn, tu la thụ này xem ra không cần bao lâu liền có thể thôi thục quả rồi. Sắp lại có hơn mấy trăm đứa nhỏ tu la tộc đàn sinh ra đời rồi. Tần huynh công đức vô lượng." Tần Vũ quả thực chấn động, hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới cây cối ở đây có lá dài phủ đầu cổ quái đó lại là mỗi thể đàn sinh ra tu la nhân, không nhịn được lại ngẩng đầu đánh giá một chút rừng cây được hắn dùng hỗn độn khí thôi sinh rậm rạp vô cùng. Chỉ thấy mỗi khỏa thụ đều đính có hai khỏa xanh gắn vào quả hình tròn
thật chậm rãi mà hình thành lên. Trên từng đạo thanh khí vần quanh tràn ngập linh tính. Cười khổ lắc lắc đầu, Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, tu la quả này ngày thường chỉ có theo thiên địa, trong lúc đó bình thường linh khí mà sinh trưởng ra, hôm nay bị chính mình dùng hỗn độn khí thôi phát, không biết kết thành tu la quả có thể hay không cùng với bình thường tu la quả bất đồng đây. Nếu bất đồng, vậy sau khi thôi sanh tu la nhân có hay không cũng sẽ bất đồng. Chỉ là hắn mặc dù có điều hoài nghi, nhưng cũng vô pháp đợi cho tu la quả hoàn thành thành thục vào ngày nào đó, cũng tiếc nuối lắc lắc đầu, đi theo chân Hải Huyên rời khỏi sân. Cho dù ai cũng đều không có nghĩ đến phiến rừng cây bị Tần Vũ dùng hỗn độn khí thôi phát quả này, sau hơn 10.000 năm sau, rốt cục tại Ma Thành Tu La Thành, dân chúng lấy xuống và ngạc nhiên trong nhóm đầu tiên tu la quả thành thục, từ trong tu la quả này xuất ra một tu la nhân, sẽ là nhân vật cường hãn nhất của tu la giới và vang dậy cả thiên giới. Tại phủ thành chủ, cách nơi bọn Tần Vũ trú ngụ cũng không xa xôi. Sau khi Tần Vũ đi tới phủ thành chủ, mọi người lại hàn huyên, vừa trò chuyện vừa nhấm nháp mỹ vị giai hảo, rượu ngon hảo hạng. Một bên nghe tu la thành Mộ Dung thành chủ vì Tần Vũ mà giảng giải tu la giới đủ loại, nghe đồn và đặc điểm các thành. Bất chi bất giác, thời gian một buổi sáng liền đã qua. Nhìn mặt trời đã lên cao quá đầu, treo giữa không trung, Tần Vũ khe khẽ thở dài, có chút ý vị, cắt đứt lời Mộ Dung thành chủ đang huyên thuyên giảng giải, đứng dậy cảm kích nói: sắc trời không còn sớm nữa, Tần Mỗ nhân vì thân có việc gấp lại quấy nhiễu Mộ Dung thành chủ rồi. Việc hôm qua Tần Mỗ ra tay hơi nặng, xin Mộ Dung thành chủ thứ lỗi mới là phải. Ma Thành thành chủ nghe vậy cũng là quay đầu khẽ cười nói: Tần huynh đệ khách khí rồi, vô luận thiên nhân cũng tốt, tu la nhân cũng được, chúng ta đều là sùng bái chân lý cường giả là trên hết. Hôm qua đừng nói Tần huynh hạ thủ lưu tình, không có phế ta đi, cho dù Tần huynh phế tha đi, ta cũng là tự chuốc khổ lấy mình, lại không muốn khách khí rồi. Bưng chén rượu lên, Ma Thành thành chủ trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ đối với Tần Vũ lớn tiếng nói: Tần huynh đệ là người mà Mộ Dung thiên nộ ta trong ngàn năm qua bội phục nhất, không những là bởi vì tu vi của ngươi, chủ yếu là bởi vì chân người Tần huynh đệ mang theo khí chất vừa nhìn liền thấy là người tốt rồi. Còn hy vọng Tần huynh đệ sau này vô sự thường tới Ma Thành ta làm khách, Mộ Dung ta lúc nào cũng mở rộng cửa hoan nghênh. Tần Vũ khóc cười không được, phải gật gật đầu. Đối với Mộ Dung thiên nộ, trong miệng vừa nói câu nhìn khí chất liền biết là người tốt này, rất là xấu hổ không thôi. Nhưng thấy Mộ Dung trên mặt mang theo thần sắc cực kỳ thành tâm, trong lòng hảo cảm, liền cũng cười to, bưng chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch rồi nói: đợi đến khi Tần Mỗ làm xong chuyện, nhất định thường xuyên quấy nhiễu Mộ Dung thành chủ, đợi đến lúc đó sợ ngươi hiềm Tần Mỗ ra mặt dày quá mà thôi. Ma Thành thành chủ ha ha cười, ra vẻ cả giận nói: Mộ Dung Mỗ sao lại là người nhỏ mọn như vậy, Tần huynh đệ thực sự là xem thường Mộ Dung Mỗ ta rồi, phạt ngươi lần sau phải lưu lại một đoạn thời gian dài. Tần Vũ gật gật đầu, ôm quyền cười nói: thời gian không còn sớm nữa, ta đến lúc lên đường rồi, Mộ Dung thành chủ xin dừng bước. Nói rồi ánh mắt nhìn Mục Thiên ba người liếc mắt, ý bảo bọn họ đuổi kịp, cũng không nói nhiều, thân ảnh nhất thời biến mất tại trong đại sảnh. Mục Thiên ba người đều hướng về Mộ Dung thành chủ cùng với Hải Huyên ôm quyền hành lễ, rồi cũng hóa thành ba đạo lưu quang biến mất tại trong đại sảnh. Trên bầu trời, bốn đạo quang mang rất nhanh phi hành, đúng là bốn người Tần Vũ, mà bọn họ đi tới phương hướng chính là vừa mới bị Đế Tích Thiên phá hoại tồi tàn là Bích Thành. Đế Tuyết Phong và Đế Tiên Hồn lúc này cũng là vừa rời khỏi Bích Thành, hai người trên mặt che giấu không được thần sắc vui mừng, đứng ở trên cửa thành hư hỏng, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời ha ha cười to, hóa thành một đạo hỗn độn bay nhanh rời khỏi nơi đó. Lúc sáng sớm, không biết tại sao, trong sa mạc lại có cơn mưa nhỏ kéo dài hiếm thấy, giống như một màn bột bạc trắng từ bầu trời u ám bay về phía vùng đất cát khô hạn nóng cháy, tứ đều lên các loại sinh vật tồn tại kiên cường nơi sa mạc kia. Sa thành, cái chết của Lăng Phá Thiên đối với nơi từng được xưng là tu la giới, ngoại trừ Bích Thành ra, là nơi phòng ngự kiên cố nhất, tạo thành đả kích cực kỳ trầm trọng. Bên ngoài sa thành, tất cả cấm chế hoàn toàn là Lăng Phá Thiên một tay sáng lập. Không lâu sau cái chết ý nghĩa của hắn, một khi những linh thạch ẩn chứa năng lượng kia dùng để vận chuyển cấm chế tiêu hao hết, những cấm chế này sẽ giống như tro bụi trong thiên địa tan thành mây khói. Trong đại điện hoàn toàn dùng những viên sỏi màu hoàng kim mà tạo thành, một tu la nam tử trẻ tuổi bốn cánh đang đứng tại trung tâm đại điện lớn tiếng gào lên.
Người đâu? Các ngươi đám phế vật, phụ thân của ta chết rồi, ông ấy chết rồi. Các ngươi có biết không, ông ấy bị người ta giết chết rồi, bị cái tên Ngộ Không đã từng chạy trốn thảm hại kia giết chết. Ông ấy chết rồi, chết rồi. Trong đại điện, bốn tên trung niên nam tử bốn cánh đang vẻ mặt khó chịu đứng một bên, trong mắt lộ ra thần sắc khuất nhục, hướng về phía người trẻ tuổi đang rít gào. Ta, Lăng Thanh Vân, ở chỗ này thề, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ tự tay giết chết tên Ngộ Không và vì phụ thân báo thù rửa hận. Thanh niên Tu La bốn cánh rít gào một hồi, mặt đầy nước mắt quỳ trên mặt đất, gục đầu sát xuống ngực, giọng buồn bực phát ra lời thề. Thanh Vân, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi vì thành chủ mà báo thù. Bốn tên trung niên nam tử trầm mặc một chút, trong đó một tên đứng ra vỗ vào bả vai Lăng Thanh Vân, nhẹ giọng nhưng cũng cực kỳ kiên định nói. Lăng Thanh Vân toàn thân chấn động, đứng bật dậy, xoay thân qua hướng bốn người lớn tiếng quát mắng. Các ngươi ư? Thật đúng là quá buồn cười. Lúc phụ thân của bổn thiếu gia đại chiến ở bên ngoài, các ngươi ở đâu? Lúc Điền Kỳ mang các huynh đệ của Sa Thành ngăn cản Ngộ Không, các ngươi trốn ở đâu? Báo thù ư? Ta khinh. Các ngươi có tư cách nói ra lời như vậy sao? Bốn người nghe lời nói này lập tức cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn không thôi, hận không tìm được một cái khe mà chui vào, cũng không ra mặt đối đáp với tên thanh niên có chút điên cuồng này nữa. Lăng Thanh Vân thấy bốn người đều vẻ mặt xấu hổ không nói một lời, nhớ đến tử trạng của phụ thân, không nhịn được lửa giận trong lòng tràn lên, nhảy lên lớn tiếng mắng. Các ngươi đám hèn nhát này, thiếu gia nếu không phải bị cấm chế của lão quỷ giữ lại không thể xông ra cùng Tôn Thiên liều mạng, coi như thiếu gia chết cũng không oán không hận. Thế nhưng lão quỷ, ông như thế nào lại đem ta cấm chế giữ lại đây? Nước mũi và nước mắt che hoàn toàn trên mặt, căn bản không phân rõ đâu là nước mũi, đâu là nước mắt. Chỉ thấy Lăng Thanh Vân đứng dậy chỉ lên ông trời. Lão quỷ, ông chết rồi, để lại thiếu gia quá cô độc. Thiếu gia một mình cho Lăng gia ông giữ giống nòi sao? Bốn người nghe Lăng Thanh Vân đang chỉ ầm lên, không nhịn được trên mặt càng khó coi hơn, nhìn nhau một cái, tất cả đều nhìn ra vẻ bất mãn trong lòng đối phương, đồng thời gật gật đầu, thân ảnh chậm rãi lùi về sau, chỉ trong chốc lát đã đến bên bờ đại điện, chớp động mạnh một cái, bốn người đã không thấy bóng dáng. Lăng Thanh Vân sớm đã phát hiện bốn người rời đi, nhưng là vẫn như trước nhảy dựng trong đại điện chửi mắng thật lâu, một hồi mới im lặng. Chỉ thấy hắn cũng không quan tâm đến trường sam màu trắng dơ bẩn, giơ tay áo hung hăng lau qua loa trên mặt một chút, trong mắt bắn ra tia ngoan độc tự nhủ. Đi rồi ư? Thật tốt, các ngươi đi rồi chính là không còn ai cùng thiếu gia ta cướp đoạt vị trí thành chủ Sa Thành nữa. Người đâu, mang vào cho thiếu gia một người linh hoạt. Một đạo thân ảnh yếu nhược khiếp sợ bước chậm từ ngoài đại điện đến trước mặt Lăng Thanh Vân, cực kỳ cẩn thận liếc hắn một cái, thanh âm run rẩy nói: thiếu gia, thanh chủ có mặt. Mau mang đến cho ta tất cả thành vệ đội còn sót lại, thiếu gia muốn mở tiệc cho bọn họ, thuận tiện đem toàn bộ cấm chế khởi động cho ta, một người cũng không được chạy thoát, cũng không một ai có thể vào. Thần thức của Lăng Thanh Vân cảm nhận bốn đạo thân ảnh bay thật nhanh ra khỏi Sa Thành, khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh khốc, mắt lộ ra thần quang cực kỳ tinh ranh. Đúng là vừa mới nãy như một tên lỗ mãng mắng trời chửi đất một hồi, cùng với sự hăng hái này hoàn toàn trái ngược, thật khiến người ta kinh ngạc. Thân ảnh của cái tên tự xưng là thanh trụ kia nghe vậy liền vội vàng gật đầu, thấy Lăng Thanh Vân không nói tiếp gì nữa, liền một đường chạy ra khỏi đại điện đi tìm người. Lão quỷ, ông sớm nên chết đi, thiếu gia như thế nào cũng là như tử ruột của ông, vậy mà cách ông sử dụng và phương pháp tạo cấm chế của ông đều không nói cho ta. Bây giờ ông chết rồi, thiếu gia cũng không cần học nữa. Con mẹ nó, dù có muốn học cũng không học được. Lăng Thanh Vân tự nhủ. Đợi sau khi thiếu gia hoàn toàn nắm trong tay Sa Thành, phải hăng hái tu luyện một phen. Tuy ông đối với thiếu gia hẹp hòi, bất quá thiếu gia ta lòng dạ đại lượng, không cùng ông một người chết so đo, đợi ta báo thù cho ông vậy. Một tiếng nổ mạnh từ trên trời vang lên, vốn là mưa phùn nhẹ nhẹ đột nhiên lớn lên, mưa to như hạt đậu đem bốn phía hoàn toàn bao phủ, khắp nơi đen kịt trừ tia chớp ở ngoài ra. Thời gian này vốn là ban ngày, cuối cùng sương mù mập mờ tối đen như mực. Thời tiết quỷ sứ này, người không thể phát động lực lượng đem tầng mây trên trời nổ tan tành đấy chứ. Không ngừng thúc giục năng lượng trong cơ thể, Huống Thiên Minh quanh thân tản mát ra tia sáng màu vàng, mang theo chiến ý mãnh liệt, đem nước mưa như chút nước ngăn chặn bên ngoài thân thể. Chỉ thấy hắn một bước cũng không bước,
vốn mặt đọng đầy nước trong chớp mắt liền khô ráo, giống như từ trước đến nay vẫn khô ráo như thế này vậy. Khổ não nhìn Hồng Quân quanh thân tản mát ra tia sáng nhu hòa, Huống Thiên Minh bất mãn lẩm bẩm: như thế nào, mới lúc nãy thời tiết còn sáng sủa, chỉ trong chốc lát đã biến thành bộ dạng như vậy rồi, thật khiến lòng người buồn bực mà. Hồng Quân lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, nhẹ giọng nói: cơn mưa này không như bình thường đâu, nếu như tùy tiện phá nát tầng mây kia, chỉ e là mục tiêu lần này của chúng ta cũng chỉ còn lại tìm kiếm phụ thân bọn họ thôi. Huống Thiên Minh sửng sốt, sờ đầu nhìn lại phía Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên đang đi lại khó khăn, trầm tư một chút rồi nói: chẳng lẽ chí bảo của Tu La tộc kia xuất hiện dẫn phát thay đổi lớn của thiên địa sao? Hồng Quân không phủ nhận, nhẹ giọng nói: bảo bối kia thật là bảo bối kinh thiên động địa, dù so với Thiên Tô Linh Bảo khi xưa cũng là muốn mạnh hơn rất nhiều. Bảo bối trực tiếp có thể khiến người ta thành tựu địa vị trưởng công giả, có thể là bảo bối thông thường sao? Huống Thiên Minh trong tay phát ra một đạo kim quang, đem Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ bao phủ bên trong quang mang do hắn tản mát ra, mơ hồ lẩm bẩm một câu, cũng không kêu gọi để Hồng Quân thi triển công pháp xua tan đi tầng mây đen kịt trên đỉnh đầu nữa. Bị Huống Thiên Minh nhét vào bên trong quang mang, Tôn Thiên thất kinh nhạt giọng nói: cảm ơn lòng tốt. Xoay người không để ý Huống Thiên Minh, lại lần nữa đi vào trong màn mưa. Còn Lãnh Diễm Phỉ lại là vẻ mặt ngọt ngào nhìn sống mũi thẳng tắp của Huống Thiên Minh, trong mắt mang theo thần sắc rất là ái mộ, chốc chốc lại dán mắt vào hắn. Tôn Thiên rời khỏi sự chiếu cố của Huống Thiên Minh, Hồng Quân lập tức vỗ tay cười lớn nói: hầu tử, chính là hầu tử, mặc dù không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng vẫn là ngạo khí bức người, chiến ý ngập trời. Thôi thôi, Thiên Minh chớ lên tức giận, bản tính của tên hầu tử này chính là như vậy mà. Huống Thiên Minh chính vì Tôn Thiên cự tuyệt hảo ý của mình mà trong lòng cuồng nộ, nghe thấy Hồng Quân nói cũng không tiện phát tác ra, chỉ có thể lạnh nhạt hừ một tiếng, bèn không tiếp tục để ý đến hai người nữa. Tôn Thiên lại là vẻ mặt lạnh lùng đi trong mưa, cũng không dùng công pháp ngăn cản những giọt mưa cứ hạt đậu rơi càng lúc càng nhanh, cứ như vậy kiên cường bước từng bước in dấu chân đi về phía trước. Hồng Quân đi theo phía sau Tôn Thiên, miệng hô to: thiên địa hữu tình, tất cả đều huyền ảo khôn lường, vận mệnh đã an bài, sát ý ngươi dặn vào như thế, một lòng thù hận. Tôn Thiên phải cố gắng tu luyện, đợi tìm được phụ thân mới có thể hồi phục gương mặt của ngươi được. Tôn Thiên nhướng chân mày, nghe Hồng Quân lớn tiếng hô gọi, trên mặt cực kỳ lạnh lùng, trong lòng lại hơi động, lạnh giọng hỏi: ta hỏi ngươi, vì sao nhất định phải gắn ghép cho ta cái ký ức kiếp trước vậy? Lẽ nào nói nếu chính bản thân ta không nguyện ý, các ngươi cũng vẫn muốn ép ta sao? Hồng Quân ngẩn ra, một bên Huống Thiên Minh ha ha cười lớn: tiểu quân là tiểu quân, ngươi có nghe thấy không? Con khỉ này lại không muốn quay lại làm khỉ nữa rồi, chắc cũng chỉ có các ngươi tình nguyện thôi. Cấm miệng! Hồng Quân đại nộ, sau khi một đạo tia sáng nhu hòa lại mang theo uy nghiêm đánh về phía Huống Thiên Minh, hắn xoay người lại về mặt trịnh trọng nhìn Tôn Thiên: ngươi không muốn sao? Ngươi chẳng lẽ cứ muốn như vậy tỉnh tỉnh mê mê tại cái tu la giới hỗn loạn này sao? Tôn Thiên lạnh lùng cười một tiếng, mỉm cười khinh thường nói: ta hỏi ngươi, cái gì là tỉnh tỉnh mê mê? Lão tử thần trí vẫn sáng suốt đây, đừng biến lão tử thành tên ngốc. Ngươi đưa ta ký ức kiếp trước, ta khi đó vẫn là ta của hiện tại sao? Hồng Quân nhướng chân mày, gương mặt nhăn thành một khối, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: ngươi chính là ngươi, ngươi cũng là con khỉ chết đó. Dù thế nào đi nữa, ký ức đó vẫn phải giao trả cho ngươi, bởi vì trong số những ký ức đó có người ngươi nhớ thương. Tôn Thiên bĩu bĩu môi, khinh thường nhìn Hồng Quân một cái. Trong lòng hắn biết không cách nào chiến thắng Hồng Quân, không cần nói Hồng Quân, ngay đến Huống Thiên Minh kia cũng có thể đánh cho hắn thành tàn phế. Cũng không nói thêm, trong lòng tính toán một hồi lâu, buồn phiền tiếp tục đi trong mưa. Hồng Quân cười khổ nhìn Huống Thiên Minh đang có chút hả hê một cái, tự nhủ: Tôn Thiên nói không sai, có trí nhớ kiếp trước chính là bằng với thêm một cái đời nhớ thương. Vậy thì Tôn Thiên vẫn là Tôn Thiên hay sao? Ngộ Không cũng vẫn là Ngộ Không hay sao? Lắc lắc đầu, Hồng Quân biết mình chẳng qua là nhất thời cảm thán mà thôi. Dù sao đi nữa, hắn cũng phải đưa phần ký ức đó cho Tôn Thiên, cũng sẽ khiến cho Ngộ Không phục sinh lại. Nói cho cùng, đây là mong mỏi trong lòng mọi người cho tới nay, càng huống chi còn có hầu phí tại nhân giới khổ sở chờ đợi và nhớ thương Tôn Ngộ Không. Trên trời mưa càng lúc càng lớn, Hồng Quân vẫn một bên cảm thán, một bên nhìn về hướng đông nam, nơi đó chính là vị trí của Tu La Thành. Bích Thành, nền móng trận địa cửu đỉnh của đại trận hộ thành đã bị Đế Thích Thiên phá hủy hoàn toàn.
thành này vốn là bừng bừng tràn ngập sinh cơ, linh khí phòng vệ của thành hôm nay cũng lộ ra trầm muộn. Trên con đường lớn, những Tu La tộc nhân cúi đầu ủ rũ đi lại, một đám binh sĩ tay cầm vũ khí, sắc mặt thì phờ phạc, đang trên tường thành tuần tra. Thời gian Bích Thành thành chủ cùng Sa Thành thành chủ Lăng Phá Thiên bị giết cách nhau không bao lâu, hôm nay cả thành đã là quần long không đầu. Đám binh sĩ này cũng không bởi vậy mà lười biếng, đó là tính quân kỷ nghiêm minh thường ngày của người Tu La. Đội trưởng, thành chủ đã chết rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù không ai lười biếng, nhưng cũng không có nghĩa là không ai hướng về vị trí thành chủ kia sinh ngơ ước. Ở đây không ngoại lệ, một nam tử thân mang hắc sắc chiến giáp đang cười hì hì nhìn đội trưởng đội tuần tra bốn cánh bên cạnh. Tên bốn cánh Tu La nhân kia sắc mặt tái xanh, trong mắt mơ hồ tinh quang lóe lên, xem ra tu vi của hắn cũng không thấp. Trầm mặc một chút, tên đội trưởng kia trầm giọng nói: thành chủ đã bị giết, chúng ta vô lực vì hắn báo thù, còn có thể làm thế nào đây? Nhớ đến thân ảnh khủng bố bồng bềnh trên bầu trời hôm ấy, tên đội trưởng kia không nhịn được phát dùng mình một cái. Đó là dạng lực lượng cường đại gì, chỉ e là cho dù nữ vương tự thân đến cũng không cách nào đem ba người kia đánh bại. Nam tử thân mặc hắc sắc chiến giáp, con mắt xoay chuyển nhìn đám binh sĩ bốn phía cứ như cha mẹ chết, không còn sinh khí chút nào, cố thấp giọng lẩm bẩm: cứ như thế này, thành vệ đội trưởng chúng ta không lâu nữa có thể giải tán được rồi. Cái chết của thành chủ đối với cả thành là một đả kích quá lớn. Tên đội trưởng kia thở dài, bất cứ ai trông thấy cỗ khí thế khủng bố và lực lượng thao thiên kia trong lòng đều kinh hồn bạt vía. Cái này đối với can đảm không quan hệ, sự cách biệt rõ ràng của thực lực cường đại trên có thể đã khiến trong lòng đám người này hoàn toàn sụp đổ. Làm sao có thể lấy lại dũng khí để tiếp tục tu luyện nữa đây? Hôm nay chưa có thành chủ, mắt thấy Bích Thành của chúng ta cũng sắp tan vỡ rồi, như thế này không được. Thấy đội trưởng than thở, nam tử hắc sắc chiến giáp thấp giọng khuyên: không bằng ngài lên làm thành chủ đi, dù sao hôm nay cũng không có một người nào dám đứng ra cướp đoạt vị trí thành chủ. Không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, cướp được vị trí thành chủ rồi, cho dù sau này nữ vương trách cứ xuống, chúng ta cũng là có công không có tội. Cái này không được đâu. Tên đội trưởng kia hiển nhiên động tâm, trong mắt lóe lên quang mang tham lam, nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc do dự, cẩn thận nói: như vậy chúng ta chẳng phải là thành phản nghịch dữ? Hắc sắc chiến giáp nam tử lắc đầu, nhếch miệng mỉm cười nói: ngài hôm nay chính là người tu vi tối cao trong cả Bích Thành, đồng thời cũng là trưởng quản thành vệ đội trưởng của Bích Thành, cho dù thành chủ không chết cũng là đối với ngài tôn kính, theo lý mà nói ngài hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm chức vụ thành chủ này. Càng huống chi hôm nay thành chủ chết rồi, ngài chính là thủ lĩnh thân phận cao quý nhất trong cả Bích Thành, vị trí thành chủ này ngài không tới đảm nhiệm còn có ai dám nhảy vào đây? Tên đội trưởng kia do dự, trong đầu cũng là không ngừng hiện ra uy thế của Đế Thích Thiên ba người trôi nổi trên không. Mặc cho hắc sắc chiến giáp nam tử ở một bên khô cả miệng lưỡi khuyên bảo, cũng là không dám vội vàng hạ quyết định. Hai người đang nói, trên tường thành bên cạnh hai người cực kỳ đột ngột, trong không khí một đạo sóng gợn chớp động, một đạo thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện trước mặt hai người. Chỉ thấy người tới tướng mạo thanh lệ vô cùng, một đôi mắt linh hoạt ngây thơ nhìn hai người. Đây là dạng đôi mắt xinh đẹp gì? Tên đội trưởng kia kinh ngạc nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt. Đôi mắt cực kỳ xinh đẹp đó dĩ nhiên khiến hắn có loại ý nghĩ xấu hổ, phảng phất như suy nghĩ của mình đều sẽ bị đôi mắt kia phát hiện ra, khiến cho hắn vô cùng bất an. Người muốn làm thành chủ ư? Nữ tử tóc dài bay ở phía sau yêu kiều cười, giống như thiên nữ thuần khiết nhất, làm cho người ta không dám có chút nào ý niệm khinh nhờn tồn tại trong lòng. Tên đội trưởng kia thân không kiềm chế được gật đầu đáp: vâng ạ. Mà hắc sắc khôi giáp nam tử bên cạnh hắn cũng đồng dạng gật đầu, vẻ mặt si ngốc nhìn nữ tử mềm mại trước mắt, phảng phất đã là chìm đắm trong chốn mỹ lệ khiến con người trầm luân. Vậy ngươi phải đi chết đi. Nữ tử không hề có dấu hiệu, từ thân thể nàng lóe ra hai đạo tia sáng lăng lệ, chưa tới nháy mắt tuôn vào trong thân hai người đang ngẩn ngơ. Chỉ thấy thân thể hai người vậy mà vô thanh vô tức vỡ tan ra, một cỗ huyết tương cực kỳ nồng nặc mạnh mẽ tung bay ra bốn phía, huyết nhục đầy trời giơ lên trên đầu tường. Còn nữ tử kia vẫn như trước, mặt mang nụ cười xinh đẹp, chỉ là ánh mắt biến thành cực kỳ lạnh lẽo, còn đâu bộ dáng vừa mới thuần khiết lúc nãy. Đám binh sĩ bốn phía trơ mắt nhìn một màn phát sinh này, nhìn đội trưởng và phó đội trưởng của bọn họ thân thể vô thanh vô tức bạo phá, nhìn huyết nhục còn lại đầy trời dính trên khôi giáp của bọn họ, không khỏi há miệng cứng lưỡi.
trên mặt tất cả lộ ra thần sắc kinh hãi mãnh liệt. Khuê Sinh, người mau tới quản lý cái thành này. Lãnh quang trong mắt nữ tử thoáng chốc không còn nhìn thấy, đợi đến khi lời nàng nói ra đã lại một lần nữa biến thành bộ dạng ngây thơ thuần khiết, mà trên mặt nàng lúc này lộ ra vẻ uy nghiêm nhàn nhạt. Một đạo thân ảnh đột nhiên quỳ gối trước mặt nữ tử, sáu đôi cánh sau lưng hắn chứng tỏ nam tử kia tu vi cực kỳ cao minh. Chỉ nghe hắn cung kính đáp: thuộc hạ tuân mệnh, quyết không phụ lòng hậu ái của nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ? Lời hắn chưa tan hết, đám binh sĩ bốn phía bởi vì đội trưởng bị giết mà dục dịch nhất thời toàn bộ trợn mắt nghẹn họng nhìn chân chân một bên. Từng người đều là mặt hiện lên ánh mắt chẳng biết làm sao nhìn nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười như không có. Như vậy nữ tử nhu nhược này chẳng phải là Tu La nữ vương thần bí nhất của Tu La tộc hay sao? Chỉ là lúc này không ai dám tiến lên quát mắng. Chỉ riêng khí thế trên thân nam tử sáu cánh kia tản phát ra cũng đã khiến cho tất cả mọi người ở đây trong đầu cũng không khựng nổi ý niệm cầm lên vũ khí trong tay. Lang keng, thanh âm thanh thúy truyền khắp trên từng thành yên tĩnh. Không biết là ai đầu tiên ném vũ khí trong tay xuống, phù một tiếng quỳ xuống. Tất cả mọi người thấy thế đều học theo bộ dáng tên Tu La binh sĩ đó, ném vũ khí trong tay xuống, xoàm xoạt chỉnh tề quỳ trước mặt nữ tử. Một trận trận âm thanh của vũ khí và tảng đá trên từng thành tiếp xúc vang vọng khắp từng thành. Hàng trăm tên binh sĩ Tu La tộc chỉnh tề quỳ trên mặt đất, đúng là có một loại khí thế khác thường. Bệ hạ, thành chủ của chúng tôi bị... Một đạo thanh âm còn chưa hoàn toàn vang lên đã bị tên binh sĩ bên cạnh phản ứng cực nhanh bụm miệng lại chê cười. Thành chủ chết? Bệ hạ không phải vừa mới bổ nhiệm một thành chủ mới hay sao? Đội trưởng vừa mới bị nữ vương tự tay ban cho cái chết, hà có thể tới phiên ngươi đến minh oan đây? Người nọ rất cơ trí, sau khi bưng kín miệng rộng của tên binh sĩ liền hét lớn: bái kiến nữ vương bệ hạ, bái kiến thành chủ đại nhân. Theo tiếng hô của hắn, mọi người chỉnh tề hô to: bái kiến bệ hạ, bái kiến thành chủ. Khí thế ngút trời từ từng thành xông thẳng lên bầu trời xanh. Một đạo gió lốc dâng lên, khí thế của đám binh sĩ Tu La tộc này rất là không yếu. Nữ tử kia chính là nữ vương Tu La tộc Trạc Nghiên, vừa mới rời khỏi xa thành liền nhận thấy Bích Thành thành chủ cũng bị người ta giết chết không nói, ngay cả hộ thành Cửu Đỉnh cũng bị người ta hủy diệt hoàn toàn. Nàng tức giận không quản đến việc trở về Tu La thành, bèn mang theo nộ khí nhanh chóng đến Bích Thành. Kết quả lại nghe được một phen đối thoại của tên đội trưởng kia và tên phó đội trưởng, càng làm cho nàng thêm lửa giận công tâm. Đánh giá tinh thần đại chấn của đám binh sĩ trước mặt, Trạc Nghiên nơi đáy mắt hiện lên một tia khinh thường và miệt thị, nhưng trên mặt vẫn là mang theo nụ cười cực kỳ thuần khiết, tiện tay phất ra một đạo khí lực đem tất cả toàn bộ binh sĩ đứng lên. Sau này Bích Thành thành chủ sẽ do Khuê Sinh đảm nhiệm, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Thanh âm nhu hòa pha lẫn kinh khí cường đại truyền khắp các ngõ ngách của Bích Thành. Tất cả Tu La nhân trong thành đều trông thấy giữa không trung chậm rãi trôi, quanh thân Trạc Nghiên tản mát ra tia sáng làm cho người ta không dám nhìn. Kinh hãi qua đi, rối rít quỳ phục xuống đất bái lại. Vẻ mặt thành kính tựu phảng phất như trong tâm bọn họ gặp được thần vậy. Bất quá Tu La nữ vương kia cũng xác thực được xưng là thần trong mắt con dân Tu La tộc rồi. Tu La tộc nữ vương bệ hạ tự mình an bài thành chủ, có ai lại phản đối đây? Trạc Nghiên vẻ mặt hài lòng nhìn con dân sùng bái nàng, mỉm cười gật đầu tỏ ý chào. Khuê Sinh cũng bồng bềnh bên cạnh, sáu đôi cánh không ngừng phe phẩy bày ra bộ dáng trung thành hộ vệ Trạc Nghiên. Còn lúc này bốn đạo thân ảnh cũng đang rất nhanh hướng Bích Thành bay tới, dẫn đầu là nam tử anh tuấn vô cùng, chính là Tần Vũ. Phía sau hắn tự nhiên là Tình Nhi, Mục Thiên cùng Cam Vân ba người. Nhìn Trạc Nghiên đang bồng bềnh trên từng thành, Tình Nhi không nhịn được than thở: Vũ ca ca, nữ tử kia đẹp quá à. Tần Vũ thần thức không lúc nào là không phát ra phạm vi chung quanh mình trăm dặm. Hắn lúc này đã tiến vào tự nhiên chi đạo. Mặc dù công lực không thâm hậu bằng thiên nhân bảy cánh kia, nhưng luận về thao túng thiên địa nguyên khí và thần thức mênh mông thì đám thiên nhân đó không cách nào so được, trừ phi là thiên nhân chí tôn Đế Thích Thiên. Nếu không căn bản không người nào có thể sánh bằng. Thần thức của hắn đã có thể đem phân nửa Tu La giới bao phủ, chỉ là bởi vì quá mức hao phí công lực, cho nên ngày thường chỉ đem thần thức cố định tại trong vòng chu vi trăm dặm quanh mình. Cẩn thận quan sát Trạc Nghiên đang bồng bềnh giữa không trung, Tần Vũ khóe miệng lộ ra một nụ cười thâm ý, trong lòng thầm nghĩ: không nghĩ ra lại có thể tại đây gặp được chí tôn của Tu La tộc, Tu La nữ vương, thật là đáng cho người ta thưởng thức mà. Tám cánh hạ giai,
Tần Vũ cười nhìn phía ba người, nhẹ giọng nói: "Nữ tử này là nữ vương Tu La tộc Trạc Nghiên." Ba người kinh hãi, rối rít chăm chú nhìn, nhưng làm thế nào cũng không sao điều tra được tu vi của nữ tử, dường như chỉ có bốn đôi cánh kia, đến tận cùng là bộ dáng nào. Trầm mặc một chút, Tình Nghi nghiến răng nhìn Tần Vũ nói: "Nàng ta là một con hồ ly tinh, tiện nữ nhân." Ba người đều là một đầu mơ hồ. Hồ ly tinh, một từ này chính là Tần Vũ ngẫu nhiên vô tình lúc nhàn rỗi nói, không nghĩ tới Tình Nhi cuối cùng lại dùng vào lúc này. Mục Thiên nghĩ sơ qua một cái, liền cùng Cam Vân nhìn nhau cười, hiểu ra hàm nghĩa trong lời nói của Tình Nhi, mà Tần Vũ cũng không hề phản ứng, cười cười không nói gì. Trạc Nghiên đang bồng bềnh giữa không trung cũng sớm nhận ra Tần Vũ bốn người đến, chỉ thấy khóe miệng nàng chứa một tia cười cợt, một đôi mắt trong nháy mắt biến thành bộ dáng thuần khiết thơ ngây, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ anh tuấn vô cùng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.